Vâng, trận tiếp theo. Bên kia là cái gì đấy? Bên mình là Pơ và à không, Min và Mark. Bên kia là cái gì? Vâng, bên họ Pơ già. Và trận này bên mình đẹp hơn. Bắt đầu đến dây đẹp bên bạn rồi. Nhưng bên mình có một khắc tinh, đó là Max C. Nhưng bên họ hai quân đều có gung A, Persian và Ia. Đến với trận Maxe này, bàn đánh máy của chim thôi. Vâng, bên họ đang quân bài bằng đẹp hơn ở trong trận này. Nhưng vậy chim nó có quả phụ rồi. Vâng, hiêu đầu cũng có lùa về không? Vâng, quả phụ 6. Nhưng vậy là có thể lùa về. Mặc dù nó là rất xa, mà đường đi nó là tương đối bằng phẳng. Vâng, hiêu đầu cũng 6 con luôn. Vâng, trận này có lẽ rằng sẽ vâng nói về nguyên nói về mặt lý thuyết thì chúng ta có cung A Minoan kẹp với Y Max C thì nó thật là vô, nó là vô địch thiên hạ. Nhưng mà không biết rằng có lên được. Úi rồi quả phụ, vâng quả có tạo quả này thì tạo làm cái và được hai cây mà coi như là không có bãi quả đi. Vâng, bài sẻ cũng đang rất ổn với một đàn hiêu 6 cộng với một đàn vâng hai con đàn hiêu 6 cộng một voi, đàn hiêu 6 cộng một voi cộng với một bãi quả phụ 6 nó cũng được. Vâng, rất nhiều tay. Vâng, hiu vẫn chết đẹp. Thế nó mới hay chứ. Vâng, bài này thì hồi chim sẻ nắng hoàn toàn có thể khung nhà với cái bài này. Nhưng đây có lẽ sẽ là phải đánh nhiều dân lên. Phải đánh nhiều dân lên cái bài này. Vâng, quay trở lại với nó 1, liệu nó 1 đánh được cung không? Vâng, bài nó 1 là một cái bài xấu. Mà này anh chém chắc chả chém được ai đâu, đánh cung định được. Vâng, không có đồ ăn dành cho nó 1. Ôi trời ơi. Vâng, đây đi đập lô. Đập lô thần trưởng. Đây rồi. Mà thực với cái bài mà đập lô giữ bản đồ ấy, thì cung cái gì? Bài này cung khó lắm. Tôi quay trở lại với sẻ thôi. Bài nó 1 xấu lắm. Và đây là bài sẻ. Và sẻ anh 26 dần bài này. Ái chà. Một bài anh tương đối trâu dần. Một bài khung rộng. Và đây là BM. Như vậy là sẽ chui vào trong cái góc. Vâng, chui vào góc trong bên trong kìa. 27 dân của chim sẻ ánh nắng.
ăn vàng trước. Vâng, gặp con lựa giò luôn. Đây là giò của thủ MOBA 7 và giò công giáp thì phải. Rất thốn. Cẩn thận con giò của mình nha. Vâng, bò 4 chiếc E để có thể ăn. Vâng, bãi quả nó ngon lành hơn. Ở chỗ này sẽ đóng Y. Không, như vậy là CE luôn. Gặp nhà IA. IA gặp Max C. Con giò đang quay. Ui, bánh xe có rồi. Bài họ được đấy. Mất 3 con dân ăn quả nữa. Nó một đánh cái gì? Một chưa lên đời. Tham còn 24. Vánh chém. Ăn vàng giữ bản đồ. Không biết bên họ có biết không. Bên họ không biết khi được tươi. Lạc đà. À, lạc đà của Tú Linh. May quá. Vâng, họ dò ra 3 con dân thôi. Nó chạy thoát được phần lớn. Và họ chém luôn BP. Không biết là bên họ chắc có một chuyện nhà chuyện ngu A rồi. Bài khó. Chém rất đông. Chém đông lạc đà cũng đông luôn. Phu được con chém hết máu. Một BP nữa. Bắt đầu chuyển những con cung A. Và đúng là lạc đà và chém cung A mãi không chết. Thang còn 19. Phu. Được không? Không được. Thế khó rồi. Xẻ thì sao? Xẻ vẫn tham 28. Nhưng bây giờ thì để solo được cái ông cầm Max C thì nó khó lắm. À, solo được cái ông cầm IA là tương đối khó. Nó phải có Y công. Vâng, một nhà Y công. Y phải có giáp. Thế trận đang khó hơn dành cho bên mình. Khó. Thực sự là khó. Bài nó một là không lên được đời. Một lên đời muộn quá. Phải đập lô ở giữa bản đồ. Nhưng mà lại tỷ số được lên thành 2-1 dành cho bên bạn. Chúng ta sẽ đến với trận tiếp theo. Chung kết đầu tiên dành cho bên mình. Và là trận đấu này cũng là trận đấu mà lần đầu tiên bên phía Hà Nội vượt lên dẫn trước. Và cũng khó. Vâng, Pania. Ở đâu Peria. Bên mình mà lên được đời thì có lẽ rằng còn có cửa đánh. Chứ mà quân đã xấu hơn mà còn không lên được đời thì khó lắm.